Hello, xin chào tất cả các em. Chào bạn Duy Lê, Phạm Linh, Lã Minh Đăng Vũ, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Hoàng Gia Huy. Các bạn nào đang xem livestream thì comment chào thầy và chúng ta ai chưa có tài liệu thì chúng ta nhấn cho thầy vào cái comment đã ghim thì thầy ghim cái tài liệu về 66 câu lý thuyết hóa hữu cơ số 03 ở trong phần comment. Bạn nào trong khóa học thì trên link thống kê bài giảng thì chúng ta đã có đầy đủ các tài liệu rồi và thầy đã nhắc hàng tuần. Lịch thì thầy đều up trước nên là chúng ta đã có kế hoạch chúng ta chuẩn bị trước cái tờ này rồi. Và hôm nay thì thầy cho chúng ta sẽ chữa tất cả các bài tập trong series 66 câu lý thuyết hóa học. Thì như thầy đã nói các bạn là từ giờ đến lúc thi chúng ta phải chữa ít nhất khoảng 20-30 cái series như thế này, cộng thêm hàng trăm đề lý thuyết nữa. Thì yên tâm là chúng ta mà học hành cẩn thận, chuẩn bị trước những cái tờ này thì chúng ta chắc chắn sẽ có kiến thức nền tảng lý thuyết rất là chắc để chúng ta đi thi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ không sai linh tinh, không sai những cái lỗi mà người ta hay gọi là sai ngu đấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể chinh phục điểm 9, điểm 10 nhé. Rồi bạn nào đang xem livestream chúng ta comment nhé. Rồi chào bạn Nguyễn Hưng, bạn Lê Đại Nhân, Nguyễn Văn Vương, bạn Trường, em rất rất chào thầy ạ. Rồi ok em, thế bây giờ chắc là thầy cũng không đợi các bạn vào sau nữa đâu, thầy chữa luôn đúng nha. Chào Đức Trung nhé. Những ai đang xem livestream thì chúng ta làm câu nào rồi chúng ta comment để nó xôm lên nhé. Các bạn có thể chia sẻ livestream này về tường, em có thể tag các bạn khác vào học cùng cũng được. Câu 1, số nguyên tử hydro trong phân tử anilin thì chúng ta biết anilin của mình nó là C6H5NH2. Vậy thì anh này có 7 nguyên tử hydro. Câu 1 chúng ta chọn cho thầy phương án D. Được chưa? Đấy, bạn Duy Lê, bạn Nguyễn Duy Hưng đã comment chính xác. Hello bạn Thư Trần, bạn Nguyễn Hoàng, bạn Viên Gia Safia. Rồi, Lê Đại Nhân đúng rồi em, Lâm Tuấn ok em, quả cà rốt. Xin chào tất cả các bạn nhé. Câu số 2, công thức nào sau đây có thể là của chất béo? Chất béo của mình thì nó là phải là một cái gốc RCO 3 lần C3H5. Trong đó cái RCO này là gốc của cái axit béo như là C17H35 là axit stearic, thì chúng ta có câu 2, ta chọn thầy phương án D. Được chưa? Câu 2D ok. Đấy. 2D đúng rồi, bạn Duy Hưng, Nguyễn Thái, bạn Phạm Thành Đạt, Lê Đại Nhân, Thư Trần, Hoàng Khải Kiên. Ok, Quốc Nguyễn nhá. Rồi, đúng rồi, làm rất tốt. Câu số 3, polymer được sinh ra trong quá trình quang hợp, đúng nha. Và đặc biệt là polymer này phản ứng với iốt, vì clo cộng với NaI ấy, thì nó sẽ biến thành Y2. Và sau đó Y2 thì nó cộng với hồ tinh bột, thì nó sẽ tạo ra dung dịch hỗn hợp màu xanh tím. Bài số 3 chúng ta chọn thành phương án C là tinh bột. Ok. Câu số 4, phản ứng este hóa giữa ancol ethylic với axit acetic tạo ra sản phẩm gì? Thì nó sẽ tạo ra sản phẩm là CH3COOC2H5. Thì anh này chính là ethyl acetate. Câu số 4, các em chọn thầy phương án D. Những câu dễ như thế này thì chúng ta không thể sai rồi. Được chưa, các bạn đều làm rất tốt. Bạn Khánh Linh, bạn Hoàng Nguyễn, Hoàng Gia Huy, Nguyễn Duy Hưng, Lê Đại Nhân, Đức Giang, Hoàng Khải Kiên. Ok, tiếp tục câu số 5. Gốc C6H5NH2 thì người ta gọi đây là gốc benzin nhé. Còn nếu mà riêng một mình C6H5 ấy, thì nó mới là phenin. Được chưa? Câu 5 đáp án A. Câu 6, bệnh nhân cần tiếp đường thì chúng ta sẽ tiếp cái đường gì? Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ tiếp đường glucose. Đúng nha. Glucose thì có tác dụng hồi phục sức khỏe và còn là một chất dẫn thuốc nữa cơ. Câu số 6 đáp án B. Ok nhá. Câu số 7, benzin acetat thì công thức là gì? Benzin là C6H5 CH2 ở đây đúng không? Còn acetat là CH3COO. Vậy thì chúng ta có công thức phân tử anh này là C9H10O2. Câu 7 chúng ta chọn thầy phương án C. Câu 7C. Ok, bạn Vũ Nguyệt, Thư Trần, Khánh Linh, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thái. Rất nhiều bạn làm rất tốt. Tiếp tục câu số 8. Đốt cháy este nào mà CO2 lớn nước chứng tỏ este đấy không no. Chúng ta chọn thầy phương án C. Em có thể kiểm tra lại. Câu 8C. Câu 9, phát biểu nào sau đây sai? Câu A, glucose với sacarose đều là carbohydrate đúng. Câu B, trong dung dịch glufructose đều hòa tan được CuO này lần chính xác, đều tạo ra dung dịch màu xanh lam. Câu C, tinh bột với sacarose đồng phân là sai. Hai anh này không thể là đồng phân được bởi vì cái chỉ số N của tinh bột nó nhỏ hơn so với cellulose. Câu số 9 chúng ta chọn thầy phương án C. Câu 9 mà chúng ta sai được nữa thì là rất nguy hiểm. Nhưng mà các bạn đã comment đều đúng hết này. Bạn Nguyễn Thái, Quốc Nguyễn, Lê Đại Nhân, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Việt Hoàng, bạn Thư Trần. Đấy, bạn Cao Kiên, Đức Giang, Vũ Nguyệt, Đặng Bá Hoàng, rất nhiều bạn, rất tốt. Có bạn gì mai thi mà hôm nay vẫn vào học thầy à? Rất tốt. Ok em. Câu số 10, este nào phản ứng với kiềm tạo thành ancol ethylic thì chúng ta sẽ có đáp án C, câu 10C. Câu số 11, anh nào không làm quỷ đổi màu thì chúng ta chú ý thấy axit glutamic làm quỷ đổi màu đỏ, đúng không? Anh axit acetic làm quỷ đổi màu đỏ, anh metinamin làm quỷ đổi màu xanh.
Còn cái anh glycine thì không đổi màu bởi vì nó có một nhóm axit và một nhóm amin, thì pH của nó xấp xỉ 7 nên không được quy đổi màu. Câu 11 chúng ta chọn D. Câu 12, tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong, vậy thì X có thể là fructose. X có thể điều chế phản ứng thủy phân chất Y, vậy thì thủy phân phải là thủy phân saccharose thì sẽ được fructose. Chúng ta biết là sắc cộng với nước đun trong môi trường axit đúng không? Thì tạo thành một glucose và một fructose. Vậy thì bài này rất phù hợp, chúng ta sẽ chọn thầy câu 12, đáp án của mình đáp án A. Ô, có bạn nhầm câu 12 thành C nhá. Em ơi, cái thằng glucose không thủy phân được đâu, nên là lưu ý cho thầy được câu 12 chúng ta phải chọn đáp án A. Bạn nào mà làm nhanh là hơi bị ẩu đấy. Rồi, câu 12 đáp án của mình A. Mai em thi thầy đoán đề văn đi, chịu, thầy không nhớ văn lớp 12 là thi bài gì. Câu số 13, công thức của etinamin. Etinamin thì là C2H5NH2. 13 chúng ta chọn B. Các bạn comment cho nó xôm nhé. Câu 14, dãy gồm các polymer tổng hợp thì chúng ta trừ cellulose, anh này là polymer thiên nhiên, trừ polypeptide cũng là thiên nhiên, trừ tinh bột cũng là thiên nhiên. Tổng hợp chúng ta chỉ có polyethylene là 1, nylon 6 là 2, nylon 66 là 3 và polybutadiene là 4. Được chưa? Bài này chúng ta chọn cho thầy câu 14 đáp án C. Thế nào? Phần polymer tặng mới học thôi, những bạn nào chọn C là thiên thần, gồm có bạn Nguyễn Việt Hoàng, bạn Vũ Như Nguyệt, Lê Đại Nhân, Nguyễn Thái. Đấy, bạn gì nữa nhỉ? Thư Trần, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hoàng Gia Huy em chưa học đến thì em xem lại thầy các bài giảng trước nhá. Rồi ok, Cao Kiên, Đức Giang còn đoán 100% cả, Nguyễn Duy Hưng. Rồi. Tiếp tục. Câu số 15, cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở công thức là C2H4O2 thì chúng ta nhớ thầy cái này nó dùng cái chữ đơn chức, thì anh này có hai đồng phân đơn chức là axit acetic và este metin format. Ngoài ra thì nó có một anh là tạp chức, nhưng bài này nó chỉ dùng cái chữ đơn chức thôi. Vậy thì anh axit này sẽ xơi được natri là 1 này, NaOH là 2 này, NaHCO3 là 3. Anh đầu tiên phản ứng với 3 chất. Được chưa? Anh thứ hai là este chỉ cộng được với NaOH thôi. Vậy thì bài này tất cả chúng ta có 4 phản ứng. Câu 15, các em chọn thầy phương án C. 15C, vừa ăn ổi vừa xem thầy cuốn thật. Ui dồi ôi, thầy đói quá, cho thầy miếng ổi đi. Câu số 15 đáp án C nhá. Đấy, vẫn có bạn bị nhầm, các em ơi, các em phải đọc thật kỹ vào. Este chỉ tác dụng NaOH. Nhớ chưa? Câu số 16, nào cái anh đầu tiên chính là polyethylene, anh thứ hai chính là polybutadiene hay gọi là cao su buna, anh cuối cùng là poly của glycine. Đấy, vậy thì chúng ta phải biết cái monomer tương ứng là ethylene này, buta-1-3-dien này và glycine. Thì câu 16 chúng ta chọn B. 16B. Ai chưa học cái phần polymer trong nhóm thì chúng ta phải xem lại thầy video bài giảng tuần trước. Câu số 17, số đồng phân este ứng với công thức C4H8O2 thì cái này chúng ta vẽ suốt rồi, chúng ta bắt đầu từ acid formic thì nó còn cái đuôi là C3H7, thì anh này có N và iso hai đồng phân. Tôi tăng axit lên thì nó thành CH3COO, gốc ancol là C2H5. Tôi tăng axit lên nữa là C2H5COOCH3. Vậy thì chốt lại chúng ta có 4 đồng phân là este. Câu 17 đáp án D. 17 vẫn có bạn bị nhầm nhé. 17D có Quốc Nguyễn đúng này, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Lan Hương, bạn Nguyễn Việt Hoàng, bạn Nguyễn Đức Trung. Rồi bài trên có bạn hỏi là thầy ơi tại sao không viết cái chất HOCH2CO, thì em đọc kỹ đề bài nó bảo là chất này đơn chức, còn cái chất mà em viết nó là tạp chức, nhớ chưa bạn Duy Lê. Đấy, câu 18 nào, quay lại câu 18. Glucose thì X của mình nó chính là rượu etylic. Rượu etylic thì Y buộc phải là anđehit rồi, CH3CHO. Phản ứng đầu tiên là phản ứng lên men, chúng ta dùng xúc tác là enzyme. Phản ứng số 2 là phản ứng với CuO. Phản ứng thứ 3 chúng ta cộng oxy. Vậy thì câu 18 em sẽ chọn cho thầy phương án của mình là D. Được chưa? Duy Lê hiểu chưa? 18D. 18D. 19 nào. Câu 19 nguy hiểm đây, nhưng mà chúng ta loại trừ phát này ra. X gặp iốt thì có màu xanh tím, X là hồ tinh bột, còn lòng trắng trứng thì loại. Y gặp COOH này lần tạo ra màu tím thì Y nó phải là lòng trắng trứng gạch ngay anilin. Đúng chưa? Lòng trắng trứng có phản ứng màu biure. Đấy, tôi đang phân vân giữa A với D. Nhưng mà nó bảo là Z có phản ứng tráng bạc, tạo ra kết tủa bạc trắng sáng thì không thể là anilin được. Nên là câu 19 tôi loại trừ, tôi chọn đáp án A. Những ai chọn A đây? Gần như tất cả bạn đều làm đúng. Bạn Đặng Bá Hoàng, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Duy Hưng, Hoàng Khải Kiên, Cao Kiên, Quốc Nguyễn, Đặng Phúc, Đặng Văn Hoàn này. Rồi ok, tiếp tục câu số 20. Để chứng minh amino acid là một chất có tính lưỡng tính thì chúng ta sẽ phải cho nó phản ứng với một acid mạnh và một bazơ mạnh. Thì câu 20 chúng ta chọn C. Câu 21, đun este này thì em để ý cho thầy là cái gốc ancol này nó là gốc vinin thì nó không bền và nó tự động chuyển hóa thành aldehyde nhé. Chúng ta sẽ chọn cho thầy câu 21 đáp án D. Câu 22, chất hữu cơ X không màu tan tốt trong nước có vị ngọt
thì x của mình ở đây có thể là fructose hay glucose đều được, nhưng x làm mất màu nước brom này thì loại ngay fructose, không làm mất màu nước brom. Lên men x được y thì chúng ta có phản ứng là C6H12O6 là glucose, được chưa? Lên men thì nó sẽ chuyển thành rượu ethylic và khí carbon dioxide CO2. Rồi vậy thì đây là ethanol. Vậy thì chúng ta chọn B thôi, câu này rất đơn giản, 22 đáp án B. Rồi, chắc là ngày mai ngày kia là đầy bạn thi giữa kỳ, nhưng mà hôm nay các bạn vẫn vào học như thế này là rất là tốt nha, các bạn cố gắng duy trì cái tinh thần học như thế này. Được chưa? Hôm nay thầy sẽ cố gắng thầy chữa nhanh để chúng ta còn dành thời gian ta ôn thi các môn khác. Câu 23, dung dịch lysine không làm quỷ đổi màu là sai, có làm quỷ đổi màu và đặc biệt nó làm quỷ đổi màu xanh. Câu A sai luôn, 23 chúng ta chọn A. Được chưa? Câu 23 thì các bạn đúng 100%. Rồi bạn Đặng Phúc, bạn Vũ Nguyệt, Đặng Văn Hoàn, Nguyễn Thái, mang thi hóa luôn, chúc em thi tốt nhá, bạn Phạm Đức Anh. Câu số 24, STX có vòng benzen C8H8O2, thủy phân được sản phẩm gồm có muối với ancol. Thì thầy chú ý với các bạn cái này một tí này. Chú ý là với C8H8O2, chất này chúng ta nên thuộc đi. Nó có 6 đồng phân este. Nó sẽ có 6 đồng phân este. Trong đó có 4 este của phenol. Cái chất này là chất kinh điển, chúng ta nên làm nhiều nó thuộc luôn cho nhanh. HCO, C6H4, CH3, Orthometapara. Ai mà mai mà thi hóa thì hôm nay ôn cái lý thuyết này quá phù hợp, đúng không? Đấy, tập trung mà học nhé. Mai hy vọng thi vào mấy câu. Anh thứ hai là phenin acetat, đấy là este của phenol. Thứ hai là chúng ta sẽ có 2 este của ancol. Em làm nhiều em thuộc luôn, được chưa? Bắt đầu từ HCO này, cái ancol bây giờ nó sẽ là benzin. Hoặc là tôi đổi axit thành benzoic thì ancol của tôi bây giờ nó là ancol methylic. Vậy thì chốt lại bài này là chúng ta nó mà sinh ra ancol thì chỉ có 2 chất thôi. 24 đáp án B. Rồi Mai Nguyễn Dương cũng thi hóa luôn à. Rồi ok, Mai chúc thi được 10 điểm. 24B, bạn Nguyễn Dư Hưng này, bạn Cao Kiên, Đặng Phúc, Quốc Nguyễn, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Văn Thái, Vũ Nguyệt, Hoàng Phạm, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Việt Hoàng. Rồi ok các em, tiếp tục. Câu số 25, đun nóng cellulose trong môi trường axit được chất hữu cơ X thì chính là glucose. Glucose. Glucose của tôi đun với chất đun với hydro được chất Y chính là sorbitol, đúng nhỉ? Sorbitol là ancol có 6 OH kề nhau. Phát biểu nào sau đây sai? Y đa chức đúng. Y là hợp chất không no, sai luôn. Y của mình nó là hợp chất no, đúng nhỉ? Đã cộng với hydro mà còn hydro dư nữa thì không cần phải nghĩ, hợp chất của mình là hợp chất no nhé. Đây công thức của chất Y đây này, nó sẽ có 6 OH kề nhau luôn. 1 2 này, 3 4 5 và anh này là 6, 6 OH kề nhau. Đấy, bạn nào mà không biết công thức của sorbitol thì ghi lại. Đây là sorbitol có tác dụng là chống táo bón. Câu 25 đáp án C, câu này không thể sai rồi. 26 metin acetat, đáp án D, đây này, metin này, acetat, đúng không? Còn ví dụ như câu B, câu C ta sẽ đọc là etin format. Câu B là tạp chức thì không cần đọc. Câu A của mình nó là metin propionat, đọc cẩn thận nhé. 26D, câu 27, số chất tham gia phản ứng tráng bạc thì chúng ta nhớ là tinh bột cellulose thì nó không bao giờ tan trong nước nên không có phản ứng tráng bạc. Saccharose thì nó không có nhóm aldehyde thì không bao giờ tráng bạc. Chúng ta chỉ có glucose và fructose, hai chất. 27, các em chọn thầy phương án B, được chưa? 27B, ok, bạn Lê Nhân comment một phát luôn. Hoàng Khải Kiên, Đặng Phúc, Quốc Nguyễn, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Cao Kiên, Khánh Linh, Đức Trung, Lan Hương, Nguyễn Duy Hưng, Hoàng Phạm. Đấy, các bạn làm rất ổn. Câu số 28, chất nào sau đây là chất khí? Thì chúng ta có metinamin. Ngoài metinamin thì chúng ta học cái phần amin, chúng ta có 4 amin no đơn chức mạch ở thể khí. Đó là metinamin này, dimetinamin là hai cái nhóm metin gắn vào NH này. Chimetinamin là amin bậc 3 có 3 carbon này và etinamin 28C. Ngoài ra thì thầy sẽ kể cho các bạn là valin nó là chất rắn. Để chơi glycine cũng là chất rắn. Anilin thì nó là chất lỏng, các bạn nên ghi lại nhá. 28C thầy trợ lý thuyết rất kỹ đấy. 29 phát biểu nào sau đi đúng. Thứ nhất nó bảo em là tinh bột với cellulose đồng phân là sai, ta nói rồi. Thủy phân xác chỉ được glucose là sai. Ngoài glucose thì còn có cả fructose. Được chưa? Fructose có nhiều trong mật ong là đúng và nó chiếm khoảng 40% của mật ong. Được chưa? Câu D, saccharose thì người ta không gọi đường nho mà nó là đường mía, đường củ cải, đường thốt nốt. Đấy, chúng ta có thể gọi như thế vậy. Hoặc đường phèn cũng được. Đúng chưa? 29 các em chọn C, câu này thì không thể sai rồi, các bạn đúng 100%. Câu 30. Chất có cùng công thức phân tử với glucose thì hiển nhiên nó là fructose, đều là C6H12O6. Polymer thì thầy mới dạy thứ hai tuần trước. Thì cái này chúng ta biết là polyvinyl cyanua hay còn gọi là polyacrylonitrile, đúng không? Hay người ta gọi nó là tơ ô long, được dùng để làm quần áo ấm nhé.
thì nó sản xuất từ vinil cyanua. Câu 31 chúng ta chọn A. Câu 32, phát biểu nào sau đây đúng? Câu A, dung dịch lysine không làm quỷ đổi màu. Sai, có làm quỷ đổi màu xanh. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo là sai rồi. Đều tan là sai. Chúng ta nhớ thầy là protein dạng hình cầu á, như là albumin, hemoglobin thì tan được. Nhưng mà dạng sợi thì là không tan. À, chúng ta ví dụ dạng sợi như là tóc của chúng ta, là cơ bắp của chúng ta mà tan được trong nước thì thầy Trọng không cần phải gội đầu. Đúng nha, 8 phát là thầy thành ông sư ngay. Nên câu B mình câu sai. Câu C, anh này là amin bậc 2 này, sai anh này là amin bậc 1. Phân tử này là một dipeptide ta cắt đôi nhé. Anh này là gly này. Và anh này chính là gly tiếp nữa. Gly, vậy câu D đúng. Đúng nha. Câu số 32, đáp án D. Câu này nguy hiểm phết đấy. Bạn nào không để ý là rất dễ ăn đòn. Câu 32 có bạn nào chọn đúng đây. Gần như tất cả bạn đều làm đúng luôn. Bạn Hoàng Phạm, Vũ Nguyệt, Đặng Phúc, Đặng Văn Hoàn, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Duy Hưng, Đặng Tuấn Ninh, Nguyễn Anh Tú, Hoàng Khải Kiên, Nguyễn Thái, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Văn Thái, Cao Kiên, Hồ Hoàng Dũng. Rồi, rất nhiều bạn nữa, rất tốt. Tiếp tục, câu số 33. Câu 33 nói em cho em AgNO3 và ống nghiệm sạch rồi cho NH3 vào thì đến lúc này nó sẽ tạo ra phức của bạc. Phức của bạc, người ta cho một chất X vào, người ta đun trong cốc nước nóng, ngâm trong cốc nước nóng khoảng từ 70 đến 80 độ C thì có hiện tượng lớp bạc sáng bóng bám vào thành ống nghiệm. Vậy thì đây là có phản ứng tráng gương, mà trong đây muốn tráng gương phải là aldehyde. Câu này rất là dễ. 33D, được chưa? 34, thủy phân được natri acetat là CH3CONa và ethanol là C2H5OH thì cái ester ban đầu phải cấu tạo từ hai anh acid và ancol này thôi. Đáp B. Câu 35, số chất phản ứng với kiềm thì chất nào phản ứng với kiềm thì chúng ta có glycine, được chưa? Chúng ta có amoni. Đấy, chúng ta có hai anh này, đáp án của mình là A nhé. Etin amoni clorua là C2H5NH3Cl. Được chưa? Glycine thì nó có nhóm chức tác dụng, đó là nhóm acid. Còn anilin thì nó có tính bazơ, nó không tác dụng với kiềm. Natri acetat cũng có tính bazơ, không tác dụng với kiềm. Em nhớ hộ thầy là tất cả các muối amoni này đều có tính acid. Vậy thì nó chắc chắn sẽ tác dụng với kiềm. Đây ví dụ amoni này cộng với kiềm biến thành muối mới là NaCl này, bazơ mới là C2H5NH2 là chất khí thoát ra khỏi ống nghiệm này và nước. Được chưa? Còn glycine nó là hiển nhiên rồi. Vậy thì câu 35 chúng ta chọn thầy phương án của mình là A. Được chưa? Xem là 35 các bạn có chọn A không nhá. Ồ, 35A đúng hết luôn. Bạn Nguyễn Thái là sai đấm thầy Phạm Văn Trọng và ghê nha. Câu 35A có Hoàng Phạm, Vũ Nguyệt, đấy, Nguyễn Thái, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Duy Hưng. À, rất nhiều bạn nữa, rất tốt. À, câu số 36. Trong công nghiệp thực phẩm, xác được sử dụng phổ biến là nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, nước giải khát. Saccharose là disaccharide, đúng. Saccharose hòa tan được glucose nên tạo ra dịch màu xanh lam, đúng. Thủy phân xác chỉ được glucose là sai. Ngoài glucose còn fructose, câu C là câu sai nhé. Đấy, câu D đúng rồi. Chúng ta nhớ là thu được cả glucose và fructose. Được chưa? Thực tế là những cái bài mà nó dùng cái chữ chỉ là chúng ta nghi ngờ ngay, đúng không? Ví dụ sau này cái bạn trai này mà bạn ấy nói với em là anh chỉ yêu mình em là chúng ta phải nghi ngờ thằng đấy bốc phét. Đúng chưa? Hoặc các bạn nữ nào cũng thế. Mà nó nói với mình là em chỉ yêu mình anh ấy, là cô đấy khả năng đang yêu mấy thằng liền. Nên là chúng ta phải đề phòng nhé. Đứa nào nói chữ chỉ là toàn bọn Buffett thôi. Câu 36C, được chưa? 37, quá trình điều chế dầu chuối isoamin acetat được thực hiện bằng cách đun hồi lưu gồm acid acetic với ancol isoamylic trong môi trường acid đặc. Phát biểu nào sau đây sai về phản ứng điều chế dầu chuối? Thì chúng ta nhớ thầy là isoamin acetat nó là chất này, được chưa? Đây, ancol isoamylic thì nó có 5 carbon. Đấy, thì bạn nào mà chưa biết công thức thì ghi lại. Đây chính là công thức của dầu chuối nhé. Isoamin acetat. Thế bây giờ axit đặc đóng vai trò xúc tác, đúng. Nó không chỉ xúc tác, nó còn hút nước để chuyển dịch cân bằng. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm có este, axit acetic. Câu này sai này. Không phải axit acetic mà axit là axit. À đâu, thầy xin lỗi, thầy xin lỗi, câu này đúng. Gồm axit este. À, ở đây ancol nó là isoamylic, còn axit acetic đúng rồi này. Phản ứng este hóa là thuận nghịch là đúng. Để nguội hỗn hợp thì este ở phía dưới là sai, ở phía trên este không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Chúng ta có thể ghi thầy chú ý là este ít tan trong nước, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước. Nhẹ hơn nước thì nó phải nổi lên bên trên. Được chưa? Câu 37 đáp án của mình đáp án D. Xem là những ai chọn D nhá. 37D thì gồm có Nguyễn Duy Hưng, bạn Hoàng Phạm, bạn Nguyễn, bạn Trần Thùy Trang, Đặng đâu đó, một số bạn vẫn còn bậy đấy, Nguyễn Văn Thái, Phong Văn, Nguyễn Lan Hương, Quốc Nguyễn. Đúng rồi. Vừa rồi có bạn Nguyễn Duy Hưng bạn hỏi là cái phản ứng của cái anh này này là natri acetat có tác dụng với NaOH, nhưng mà ở đây nhớ là dung dịch
Bạn đi dẫn ra cái phản ứng này, thầy thầy cái chú ý trao đổi các bạn một chút. Cái phản ứng này rất nhiều người bị lừa nhé. Phản ứng này xảy ra khi nào? Khi chúng ta phải nung hai chất rắn với nhau, chứ còn nó không xảy ra trong dung dịch đâu. Nhớ này, cái phản ứng này xảy ra khi anh này ở thể rắn, anh này cũng ở thể rắn, chứ không xảy ra trong dung dịch. Nhớ chưa? Đây là dung dịch NaOH không xảy ra đâu. Đun với NaOH nó thủng cả ống nghiệm luôn đấy. Nhớ chưa? Câu 35 chúng ta chú ý cho thầy là natri acetat chỉ phản ứng với NaOH khi chúng nó là các chất rắn và có xúc tác là CaO, chúng ta nó phải đun với nhau. Được chưa? Câu 30 câu câu đấy chỉ có hai chất thôi, nhớ chưa? Cái rất nhiều bạn bị nhầm nhá. Rồi quay trở lại câu 38. Câu 38 nhận xét nào sau đây đúng? Cái thứ nhất nó bảo em đó là polypeptide thuộc loại polymer tổng hợp là sai, polymer tự nhiên. Trong phân tử này có hai nhóm amin thì chúng ta chú ý cho thầy này, một cái peptide của mình nó là H2N RCONH này, sau R phẩy COH, đây là công thức của một dipeptide. Nhưng mà trong lysine nó cũng tòi ra thêm một nhóm amin. Vậy thì chất này là có hai nhóm amin là đúng, có 38 ý B thì có đúng. Tại sao ý B đúng? Bởi vì trong cái thằng lysine thì có hai nhóm NH2 nên là chúng ta chọn B đúng. Câu C tất cả peptide là sai, là phải trừ dipeptide. Dipeptide không có phản ứng màu biure, được chưa? Câu D trong valine có 9 nguyên tử hydro. Valine của mình nó là C5H11NO2 nhé. Anh này của mình là có 5 carbon cơ. Đấy, rất nhiều bạn bị nhầm cái chất này. Nhớ cho thầy là chất này của mình là nó có 11 hydro. 11 hydro, được chưa? Đây chính là valine. Đấy thì anh này có 9 là sai. Chốt lại 38 đáp án B. Thầy chữa rất kỹ nhá. 38B, ok chưa? Tiếp tục, câu 39. Nhận định nào sau đây không đúng? Câu thứ nhất, đun hỗn hợp ancol với axit sulfuric đặc ở 170 độ C được ethylen, đúng. Phương trình, nó hỏi câu là không đúng cơ. Phương trình của chúng ta là C2H5OH thực hiện phản ứng tách nước ở 170 độ C thì nó sẽ tạo thành anken. Nó sẽ tạo thành anken các em nhé. Nên là cái câu A của mình là câu đúng. Đề bài nó hỏi câu nào không đúng nhé. Cái chữ không chưa tô đậm, suýt bị nhầm. Câu B, khi có mặt xúc tác ethylen chuyển hóa thành benzen là sai, mà phải là acetylen. Chúng ta có phản ứng chimer hóa acetylen, đúng chưa? Xúc tác của nó là carbon hoạt tính ở khoảng 600 độ C thì nó sẽ chuyển hóa thành được benzen. Câu B là câu không đúng. Câu C, cho HCl vào ống nghiệm chứa đất đèn sinh ra acetylen, đúng. Chúng ta có phương trình là CaC2. Cái này chỉ cần gặp nước là phản ứng, huống chi là dung dịch HCl biến thành CaCl2 cộng khí acetylen. Được chưa? Câu D, từ ethylen có thể điều chế trực tiếp được aldehyde ethylen glycol. Ai mà không biết viết phương trình thì viết hộ này. Ethylen tại sao điều chế được aldehyde nhé? Cộng oxy, xúc tác paladi clorua, nhiệt độ. Em là quên kiến thức lớp 11 thì ghi lại. Thì đây chính là phương pháp hiện đại để sản xuất aldehyde acetic. Cái này rất quan trọng đấy, bạn nào quên thì ghi lại. Tiếp tục, chúng ta có phản ứng của ethylen và muốn điều chế được ethylene glycol thì em đun cho thầy với thuốc tím KMNO4 với nước thì tôi sẽ thu được ethylene glycol. Cái phản ứng này có cái hệ số mà thầy hay bắt các bạn phải đọc là 324, 322 đấy. Đúng chưa? Rồi, tóm lại câu 39 đáp án B. Câu này thầy muốn chúng ta là không chỉ ghi mỗi đáp án đâu. Các em ghi thầy tất cả các phản ứng thầy chữa đây vào. Đừng có mà nhăm nhe khoanh mỗi đáp án cho nó xong. Mà chúng ta hãy ghi chép lại các phản ứng thì dần dần nó sẽ in vào não mình. Và đến một bài mới nó sẽ có phản xạ để chúng ta bật ra được. Nha. Rồi, ok các bạn, câu 39B có bạn Phong Văn, Nguyễn Duy Hưng, bạn Vũ, bạn gì đây? Vũ Nguyệt. À, Vũ Nguyệt nhầm nhá, bạn gì đó nhỉ? Bạn Hoàng Phạm này, Trần Thùy Trang. Rất nhiều bạn đã trả lời đúng. Tiếp tục, chúng ta sang cho thầy câu số 40. Câu 40. Tơ ni lông 66 kém bền trong môi trường axit nhưng bền trong môi trường kiềm. Câu này sai. Bền trong môi trường kiềm là chết rồi. Kém bền trong cả môi trường axit và môi trường kiềm. Câu B, chi nitrat thuộc loại polymer nhân tạo. Thì chúng ta chú ý thầy trong câu B của mình thì chắc chắn là câu đúng rồi vì nó có nguồn gốc từ cellulose. Mặc dù đây là thuốc nổ nhưng vẫn là một cái polymer. Câu C, nhựa rezol PVC điều chế phản ứng trùng hợp là sai. Chúng ta nhớ cho thầy là nhựa rezol là người ta sẽ đồng trùng ngưng phenol cộng formaldehyde. Formaldehyde, được chưa? Dư trong môi trường kiềm đồng trùng ngưng nhé thì thôi được nhựa rezol, nhưng cái phần này nó giảm tải này. Cái phần này nó giảm tải. Đấy, câu C của mình là trừ cái nhựa rezol. Rezol là trùng ngưng chứ không phải trùng hợp. Tơ lapsan, tơ acetat đều là polyester. Đấy thì chúng ta nhìn thấy thầy câu 40. Cái polyester thì người ta chỉ xác định trong cái trường hợp mà nó là polymer tổng hợp thôi. Còn cái tơ acetat thì cái này nó là nhân tạo thì nó không phải.
Chúng ta chú ý cho thầy là người ta đặt tên là polyester khi nó là polymer tổng hợp nhé. Khi nó là polymer tổng hợp. Còn cái tơ acetat thì thực tế có một số chỗ nó cãi nhau, nhưng mà chúng ta lưu ý cho thầy là đã đặt tên là polymer tổng hợp. Đã đặt tên là polyester thì nó phải là polymer tổng hợp thì mới đúng. Còn tơ acetat nó là polymer nhân tạo nên người ta không xếp nó thành polyester. Được chưa? Câu 40 chúng ta chọn B. Câu này có vẻ là sẽ có cãi nhau đấy, nhưng mà chúng ta học thầy chúng ta chốt lại thầy là câu D là câu sai, nhớ chưa? Câu số 41, số chất tác dụng với cả axit với bazơ thì chúng ta sẽ có các chất lưỡng tính. Thì em có thể ghi lại thầy là chất lưỡng tính. Chất lưỡng tính trong hóa hữu cơ gồm có gì? Thì gồm có amino acid, được chưa? Chúng ta có thể kể cả peptide, protein. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn cái này thầy sẽ không nói là chất lưỡng tính mà chất vừa phản ứng với axit, vừa phản ứng bazơ. Nếu mà chúng ta xét chất hữu cơ thôi nhé, chất vô cơ thì nó nhiều lắm, chúng ta sẽ không liệt kê ở đây. Thì ngoài amino acid, peptide, protein thì chúng ta còn sẽ phải kể thế cho thầy cả este và este của amino acid. Đấy, những cái này là đều chọn được. Hoặc là chúng ta có các muối amoni. Muối amoni, muối amin của axit yếu. Ví dụ chúng ta có RCONH4 hoặc là chúng ta có RCONH3R phẩy, đúng không? Hoặc là chúng ta có cả NH4 hai lần, CO3, vân vân. Những cái này là muối amoni của axit yếu. Vậy thì trong cái bài này á thì chúng ta có anh nào? Chúng ta có anh thứ nhất là muối amoni của axit yếu. Anh thứ hai cũng là muối amoni hoặc là muối amin của axit yếu là axit carbonic. Anh cuối cùng của chúng ta nó chính là peptide. Đấy, còn riêng cái anh thứ ba này, anh này chỉ có tính axit thôi thì nó không tác dụng với HCl. Nên bài 41 chúng ta có ba chất. 41 chúng ta chọn đáp án C, được chưa? 41C có bạn Vũ Như Nguyệt, bạn Nguyễn Việt Hoàng, bạn Nguyễn Thái, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Long. Rồi Hoàng Phạm, Quốc Nguyễn, Nguyễn Văn Thái. Ok các em. Thì cái chi nitrat bên trên thì nó là thuốc súng nhưng nó vẫn là polymer, nhớ chưa? Đấy, vì nó vẫn là polymer và vẫn là C6H7O2, ONO2, tất cả N lần thì nó là polymer. Và nó là polymer nhân tạo, chẳng qua chúng ta ít đề cập thôi. Câu số 42, metin amoni clorua có công thức là gì? Thì chúng ta nhớ thầy đã đặt tên là metin, đúng không? Là CH3 rồi thì bài này chắc chắn là chọn B nhé. Còn câu A thầy sẽ đọc là etin amoni clorua. Câu C ta đọc là amoni clorua, còn câu D ta sẽ đọc là phenin amoni clorua, đọc như thế. Được chưa? Câu 42 các em chọn thầy B. 43, phenin acetat có bao nhiêu nguyên tử carbon? Thì chúng ta có CH3COO C6H5. Anh này có 8 carbon. Câu 43 là C. Các bạn comment nhá. Câu 44. Nào, câu 44 có bao nhiêu este thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra muối có 3 carbon? Cái này ta phải vẽ được. Metin propionat thì propionat ta vẽ trước là C5CO CH3 này. Anh thứ hai propin acetat là CH3CO C3H7. Anh tiếp theo là metin acrylat là anh có nối đôi này. Xong là COO CH3. Anh cuối cùng là metin metacrylat đây. Vậy thì trong đây nó bảo là muối có 3 nguyên tử carbon thì chúng ta chỉ có metin propionat là 1 và metin acrylat là 2, chúng ta chỉ có 2 chất đấy thôi. Các cái anh còn lại thì muối nó sẽ khác 3 carbon. Ví dụ propin acetat chỉ có 2 carbon, còn metin metacrylat thì muối của nó có 4 carbon cơ. Nên là câu 44 chúng ta chọn thầy phương án D, được chưa? Câu 44 thì các bạn làm rất ổn, bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy, Phong Văn, Đặng Phúc, Khánh Linh, Cao Kiên, bạn Nguyễn Văn Thái, bạn Vũ Nguyệt, Quốc Nguyễn. Ok. Tiếp tục câu số 45, số loại tơ nhân tạo thì chúng ta có tơ visco với tơ acetat, được chưa? Anh này nhân tạo. Tơ lapsan thì nó là tơ tổng hợp, tơ tằm thì nó tơ tự nhiên. Đây là nhân tạo viết tắt này, tơ nilon 66 là tơ tổng hợp. Tơ acetat là nhân tạo này, tơ capron là tổng hợp, tơ enan cũng là tổng hợp. Được chưa nhỉ? Vậy thì bài này chúng ta có hai cái đáp án B. Câu số 46, hợp chất nào vừa tác dụng với HCl vừa tác dụng NaOH thì hiển nhiên đây là một chất lưỡng tính, tôi chọn amino acid. Câu số 47, nào, đợi câu này là nhiều phát biểu đây, thầy đợi chờ các bạn câu này xem chúng ta có đúng hết không nhá. Các em comment thì câu 47 nào. Câu A, các hợp chất hữu cơ luôn có số chẵn nguyên tử hydro thì câu này sai. Ví dụ chúng ta có metinamin thì anh này có số lẻ nguyên tử hydro. Các hợp chất hữu cơ phải chứa C, chứa H với chứa O thì đúng là có số chẵn nguyên tử hydro, nhưng khi nó có thêm nitơ hoặc có thêm clo chẳng hạn là không nhất thiết nó phải có số chẵn nguyên tử hydro, đúng không? Câu B, chất béo lỏng dễ dàng bị O xóa thành chất béo rắn, câu này lừa trí tử này, dễ dàng bị
hydro hóa hay là bị khử hóa bởi hydro thành chất béo rắn chứ không phải bị oxy hóa. Câu C, nước brom oxy hóa glucose thành axit gluconic là đúng. Chúng ta có phương trình là C6H12O6 cộng với dung dịch brom cộng nước đúng không? Thì nó sẽ tạo thành axit gluconic. Đây thầy vẽ cụ thể nhé. CHOH 4 lần này. Và cái này nó thành COH là axit gluconic cộng HBr. Ok chưa? Đấy, câu C này câu đúng. Câu D, nhỏ brom anilin kết tủa trắng. Đúng, kết tủa trắng của mình là 246 chi brom anilin. Tơ láp san và thủy tinh hữu cơ thuộc loại polyester là đúng. Bọn này nó là polymer. Bọn này là polymer tổng hợp, đúng không? Câu E của mình đúng. Tiếp tục, câu F, monomer là một mắt xích trong phân tử polymer là sai. Monomer nó không phải là mắt xích. Monomer là cái tạo nên từng mắt xích. Cái tạo nên từng mắt xích. Được chưa? Câu số 47 các bạn bị lừa ở câu F. Monomer nó không phải là mắt xích. Chúng ta nhớ cho thầy là ví dụ bây giờ tôi có ethylene thì đây là monomer. Nhưng mà cái polyethylene của chúng ta thì cái này N lần này, đây là polymer. Thế còn mắt xích nó chỉ là cái này thôi. Cái này nó mới là mắt xích. Mắt xích, được chưa? Vậy thì cái câu này chúng ta chỉ có 3 phát biểu đúng thôi. Câu 47A có bạn Nguyễn Đức Trung trả lời đúng. Đấy, bạn Nguyễn Văn Thái. Còn bạn nào không nhờ? Không, các bạn toàn bị nhầm, các bạn toàn bị lừa ở cái ý ý F ấy. Ý F các bạn bị lừa chí tử rồi. Tiếp tục, câu số 48 là các bạn tiếp tục comment thành câu 48 nào. Câu A, aldehyde acetic phản ứng với NaOH là sai. Aldehyde không tác dụng với NaOH. Aldehyde nó không bao giờ tác dụng, natri cũng không bao giờ tác dụng với NaOH, đúng không? Aldehyde chỉ có phản ứng đặc thù là phản ứng tráng gương hoặc là mất màu nước brom hoặc phản ứng với hydro, không bao giờ tác dụng kiềm. Lysine làm quỷ đổi màu xanh đúng. Phenol phản ứng với NaHCO3 là sai. Phenol yếu hơn axit carbonic nên không đẩy được axit carbonic ra khỏi muối. Câu C không phản ứng nhá, không phản ứng. Câu D, dung dịch axit glutamic làm đổi màu quỳ tím. Chúng ta chú ý cho thầy là axit glutamic có hai nhóm axit đấy, thì nó làm quỳ đổi màu đỏ, được chưa? Làm quỳ đổi sang màu đỏ. Phenol có khả năng mất màu brom đúng, tạo thành cái chất cái tủa đó là 246 chi brom phenol, vừa làm mất màu vừa tạo cái tủa trắng. Câu G, styren cộng với brom trong nước đúng, bởi vì styren của chúng ta là có nối đôi ngoài vòng benzen. Cái nối đôi ngoài vòng này nó sẽ phản ứng cộng được với brom để nó biến thành C6H5CHBr, nối đơn CH2Br. Tóm lại là bài này chúng ta sẽ có cho thầy là 4 nhận định đúng, đáp án D. Câu 48 đáp án D. Rồi, câu này có vẻ là khá khẩm hơn, các bạn ít sai. 48 thì có bạn gì nhờ? Bạn Nguyễn Văn Thái này, bạn Nguyễn Việt Hoàng, Quốc Nguyễn, Nguyễn Đức Trung, Cao Kiên, Hoàng Phạm, Đặng Tuấn Ninh, Nguyễn Duy Hưng, Phong Văn. Rồi, tiếp tục câu 49. Thầy chữa rất nhanh để chúng ta kết thúc sớm, chúng ta còn ôn thi môn văn, môn toán các thứ trong tuần này. Đa số các bạn trong tuần này chúng ta đang thi giữa kỳ đúng không? Tuần này là tuần thi giữa kỳ đấy, chúng ta cố gắng nhé. Câu thứ nhất nó bảo em là y đun với kiềm là thủy phân được trong môi trường kiềm à? À không, đun cho dung dịch này này, sau đó để nguội và thêm đồng sulfat vào. À y, vậy thì y nó phải thủy phân trong môi trường kiềm. Sau đó nó gặp cái Cu2 cộng với OH trừ thì nó thành CuOH hai lần thì nó tạo ra dung dịch màu xanh lam. Y thủy phân trong môi trường kiềm, sau đó nó phản ứng với CuOH hai lần tạo ra xanh lam thì y là chất thứ hai đúng không? Ta phải gạch saccharose này. X có phản ứng tráng bạc thì X là chất nào cũng được. Z gặp brom kết tủa trắng thì chúng ta sẽ loại trừ cái benzinamin. Benzinamin thì anh này là cái nhóm amin đính ngoài vòng thì nó không tạo cái tủa trắng được với nước brom mà chỉ có thể là anilin thôi. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta nhìn cho thầy chất cuối cùng là à đây X, X còn là mất màu nước brom này, vậy thì X không thể là fructose nên chúng ta chọn A, 49A. Được chưa? Câu này thì các bạn đúng 100%. À, vẫn có bạn chọn D nhé, 49A, có bạn Cao Kiên đúng rồi, Đặng Bá Hoàng, Hoàng Phạm, Vũ Nguyệt, bạn Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Hiếu đang học hóa, Hoàng Khải Kiên, Đặng Tuấn Ninh, Nguyễn bạn gì nhỉ, Khánh Linh, Đức Trung. Rồi, ok. Tiếp tục câu số 50, câu 50 số phát biểu sai. Đoạn này toàn câu lý thuyết khó thôi, các amin đều độc. Câu này thì chúng ta chấp nhận là đúng, đúng nhỉ? Các amin đều độc, dĩ nhiên mức độ độc của nó thì có thể nặng nhẹ. Ví dụ anilin thì rất độc. Nhưng những cái metinamin, etinamin thì cái tính độc của nó cũng không quá nguy hiểm, nó chỉ gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn thôi. Câu 2 là các amin đều tan tốt trong nước và có tính bazơ. Thì câu này nó bảo đều tan tốt trong nước là sai. Ví dụ anilin hoặc các amin thơm nói chung ấy là ít tan trong nước, ít tan trong nước nhá. Câu này là sai. Câu 3, dung dịch benzen, benzenamin chính là anilin.
Được chưa? Không làm quy đổi màu, đúng. Tiếp tục, có thể nhận biết anilin với metilamin bằng nước brom, đúng. Bởi anh nào tạo cái tủa trắng với nước brom là anilin, đúng không? Anh này tạo cái tủa trắng, anh này là không phản ứng với brom. Vậy thì bài này chúng ta có một câu sai, đáp án B, B. Câu số 50, đáp án B. Đấy, câu 50 vậy thôi mà cũng đầy bạn sai. Có bạn chọn 3, thầy đoán là các em đọc nhầm đề bài. Các bạn chọn 3, các bạn đọc số phát biểu đúng rồi, đề bài nó hỏi số biểu sai cả. Các bạn ẩu nhé. Câu 51, số chất hòa tan được CuO2 lần. Em là quên kiến thức lý thuyết thì thầy ghi cho các bạn này, ghi lại. Hòa tan CuOH2 lần. Các em ai quên kiến thức lý thuyết thì ghi lại thầy cái. Gồm có axit này, thầy nhắc mấy lần đấy trong lúc học thì thầy nói rồi đấy. Thứ nhất là axit, thứ hai là chúng ta sẽ có ancol có nhiều OH kề nhau. Nhiều OH kề nhau. Nhiều OH kề nhau thì rất nhiều chất, ví dụ như glycerol. Đúng không? Ethylene glycol. Đấy. À, chúng ta có thể kể luôn cho thầy cả glucose, fructose, sacman, những anh này cũng là ancol có nhiều OH kề nhau thôi. Ngoài ra thì chúng ta có peptide. Peptide nhưng mà phải trừ đi peptide. Trừ đi peptide, em là quên kiến thức lý thuyết thì ghi lại. Protein. Đấy. Thì riêng peptide protein thì tạo ra dung dịch màu tím, đúng chưa? Rồi, thế bây giờ trong bài này nhá, em nào mà nhớ kiến thức lý thuyết thì chúng ta tính rất là nhanh. Glycerol tạo ra dung dịch màu xanh lam này, chi peptide tạo ra dung dịch màu tím này, anilin thì không phản ứng này, axit acetic thì cũng hòa tan được muối bazơ tạo thành muối với nước, thì muối đấy thì cũng có màu xanh, được chưa? Câu 51 chúng ta sẽ chọn thầy ba chất, những bạn nào chọn ba chất là thiên thần. Gồm có ai đây? Rồi, 51 chúng ta có ba chất. Có bạn gì nhờ? Có bạn Hoàng Phạm này. Bạn Nguyễn Việt Hoàng, Phong Văn, Đặng Tuấn Ninh, Tuấn Ninh nhầm nhé, Nguyễn Duy Hưng. Ok. Vũ Nguyệt. Rồi, tiếp tục câu số 52. Có bao nhiêu chất phản ứng với triolein? Triolein là cái anh mà vẫn còn nối đôi. Vậy thì chắc chắn tác dụng với hydro, tác dụng với brom. Đã là este, không bao giờ tác dụng với natri. Cũng không bao giờ tác dụng với CuO này bình thường. Nó chỉ phản ứng với anh này khi nó thủy phân thành glycerol thì mới phản ứng thôi, chứ còn chất béo không phản ứng. Còn đã là este chắc chắn thủy phân trong cả môi trường axit và môi trường kiềm. Đúng chưa? Bài này chúng ta có 4 phản ứng, 52 chúng ta chọn phương án D. Rồi, ok, 52D. Bạn Nguyễn Văn Thái, bạn Hoàng Phạm trả lời rất tốt. Các bạn khác nào? 53, cố lên, đoạn này toàn lý thuyết đếm thôi. Vượt qua lý thuyết đếm là cái mốc để chúng ta chinh phục điểm 9,5. Câu ý thứ nhất, tinh bột, chiapamitin và lòng trắng trứng đều thủy phân trong môi trường kiềm đun nóng. Câu này lừa trí tử, chúng ta nhớ thầy là tinh bột không bao giờ thủy phân trong môi trường kiềm. Ghi thầy chú ý, đó là carbohydrate. Carbohydrate chỉ bị thủy phân trong môi trường axit. Trong môi trường axit mà không bị thủy phân trong môi trường kiềm. Chúng ta ghi chép nhanh nhé. Không bị thủy phân trong môi trường kiềm. Nhớ thầy là tinh bột, saccharose, maltose, xenose là chỉ thủy phân trong môi trường axit. Bài này nó là thủy phân trong môi trường kiềm là sai. Được chưa? Tiếp tục, xenose là chất giá dạng sợi màu trắng không tan trong nước là đúng. Saccharose thuộc loại disaccharide nhé. Mono chỉ có glucose, fructose thôi. Ở điều kiện thường, ethyl acetate là chất lỏng tan nhiều trong nước này. Lừa trí tử, ít tan trong nước. Được chưa? Câu E, metinamin có lực bazơ mạnh hơn etinamin là sai, lực bazơ yếu hơn etinamin. Bởi vì cái etinamin thì gốc của nó là gốc to hơn, nó đẩy E mạnh hơn, do đó tính bazơ nó phải mạnh hơn. Câu G thì nó bảo em đó là hai cái anh này đều phản ứng tạo ra hợp chất màu tím là sai, trừ đi peptide không phản ứng. Vậy thì câu 53, câu rất hay, câu này một câu đúng thôi, lý thuyết của thầy Trọng thì toàn câu lừa cả. Chúng ta mà học nhiều cái lý thuyết này thì chúng ta sẽ tránh bị lừa trong bài thi đấy. Nên chúng ta phải tập trung cố gắng. Những cái buổi nào thì chữa lý thuyết thì học đầy đủ giúp thầy nhé. Rồi, câu 53 đáp án A. Có ai chọn A đây? Bạn Vũ Hương Giang làm rất tốt em. Hoàng Khải Kiên, Đặng Tuấn Ninh, Quốc Nguyễn. Bạn gì nữa nhỉ? Bạn Cao Kiên, Nguyễn Duy Hưng, Vũ Nguyệt, Nguyễn Văn Thái. Đấy, rất nhiều bạn làm rất ổn. Hiếu đang học hóa RCS hòa tan được ạ thầy? Ừ. Acid phản ứng với bazơ thành muối với nước em. Đây, có bạn thắc mắc về cái acid này này. Acid hiển nhiên phản ứng với CuOH 2 lần. Acid cộng bazơ thôi, giống kiểu thầy Trọng mà gặp một người đẹp như Ngọc Trinh là phản ứng ngay, biến thành muối với nước em nhé. Đấy, phản ứng này là acid cộng bazơ thành muối với nước. Lưu ý. Tiếp tục, câu số 54, phát biểu nào sau đây đúng?
Năm tư, phát biểu nào sau đây đúng? Thứ nhất là axit acetic nhiệt độ sôi cao hơn ancol, đúng. Chúng ta có biết là nhiệt độ sôi của axit sẽ cao hơn nhiệt độ sôi của ancol, đúng không? Cao hơn nhiệt độ sôi của este, aldehyde, vân vân. Câu 1 của mình đúng, bởi vì giữa các phân tử axit tồn tại liên kết hydro liên phân tử bền vững hơn. Câu 2, vinin acetat khả năng mất một brom, đúng, bởi vì vinin nó có nối đôi là phản ứng brom. Tinh bột thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo ra glucose, nghe có vẻ đúng, nhưng cái môi trường kiềm là lừa. Chí tử, câu 3 sai. Không bao giờ thủy phân trong môi trường kiềm. Dung dịch albumin của lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun sôi, đúng, đây là hiện tượng đông tụ protein. Câu 4 đúng. Câu số 5, tơ ni lông bền với nhiệt axit kiềm hơn tơ lắp san. Thì chúng ta chú ý thầy câu này là sai. Chúng ta nhớ cho thầy tơ lắp san là polyester. Còn cái này là polyamide. Thì cái polyester ấy, là chúng ta biết cho thầy là chúng ta nhớ cho thầy là este mà thủy phân trong môi trường axit ấy, nó là phản ứng hai chiều. Phản ứng hai chiều có nghĩa là cái hiệu suất của nó rất là thấp, nên là polyester nó luôn bền hơn polyamide nhé. Chú ý cho thầy là polyester bền hơn polyamide. Bền hơn polyamide. Và bằng chứng ấy, là cái áo sơ mi mà các em mặc ấy, hoặc kể cả như một số cái áo phông, thì nó được dệt từ cái sợi polyester rất là nhiều. Em cứ mở cái áo sơ mi của em ấy, em mở cái phần nhãn mác của nó, em sẽ thấy nó ghi là bao nhiêu phần trăm polyester. Những cái áo sơ mi của người công học, người làm công sở ấy, thì lúc nào em thấy nó cũng phẳng, đúng không? Đấy, bởi vì nó được dệt từ cái sợi polyester. Cái sợi polyester nó bền hơn nhiều so với sợi polyamide, bởi vì cái phản ứng thủy phân este trong môi trường axit ấy, nó là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất rất là thấp, nên là cái polyester nó sẽ bền hơn nhé. Còn polyamide thì kém bền. Đấy, thì câu này nó bảo bền đối với nhiệt hơn là sai. Được chưa? Câu 5 sai. Câu số 6 thì nó bảo em là anilin phản ứng là điều kiện thường là chất lỏng không màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước. Câu này lừa này, nặng hơn nước. Khối lượng riêng của anilin là 1,03 gram trên ml, còn của nước có 1 thôi. Anilin nó cho vào nước nó sẽ lắng dần xuống dưới đáy nhá. Câu 6 cũng là câu sai. Chốt lại câu 54, chúng ta có 3 nhận định đúng. Câu này cực kỳ hay. Lý thuyết đoạn này câu nào cũng hay cả. Kể cả chúng ta làm không đúng thì chúng ta cũng đừng có mà buồn. Chúng ta phải vui khi chúng ta bị lừa. Và sau này chúng ta sẽ không bị lừa nữa. Chúng ta học thầy ở đây chúng ta có thể bị lừa. Và chúng ta phải ghi nhận những cái lỗi mà chúng ta gặp phải. Và sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhá. Em nào mà có ý thức tốt ý, thì khuyên chúng ta học lý thuyết thì chúng ta phải ghi chép giống như thầy đang chữa này. Và đặc biệt là cái vấn đề gì mà em bị lừa thì em được ghi ra một quyển sổ. Và sau này em sẽ tổng kết được tất cả những lỗi sai của em. Em có thể ghi thành là những lỗi sai lý thuyết mình có thể gặp. Đấy, em có thể để cho thầy khoảng 10 mặt giấy á. Mỗi một lần em chữa em thấy có lỗi nào em gọi là em bị sai ngu, em sẽ ghi lại. Và dần dần em có một cái bảng tổng kết những cái lỗi sai của mình. Và sau này mình sẽ rất ít khi mình gặp lại mình bị lặp lại cái lỗi sai đấy nữa. Và gần như là mình sẽ tránh được sai ngu. Nên là thầy khuyên chúng ta học lý thuyết, ta học nên học như vậy. Câu 55 nè. Câu 55 thì nó là một câu nâng cao, nhưng mà với chúng ta thì bài này tương đối đơn giản. Đầu tiên em bấm thầy là C8H12O4 là cái độ không no tính là K, thì bằng 2 nhân x trừ y cộng 2 chia 2. Em nào không biết thì ghi lại. Được chưa? Thế K anh này nó sẽ bằng 2 nhân 8 trừ 12 cộng 2 chia 2. K anh này nó sẽ bằng 3. Chứng tỏ anh này sẽ có 2 nhóm este và 1 nối đôi. Đúng không? 1 nối đôi C nối đôi C. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta vẽ công thức cấu tạo của anh này. Vẽ công thức cấu tạo. Bây giờ nó bảo là sau khi tôi thủy phân, tôi thu được ancol Y và hai muối có cùng số nguyên tử hydro. Và đặc biệt là ancol Y này hòa tan được. Ancol Y hòa tan được nhé. Ancol Y cộng được với COOH 2 lần. Từ đó ta suy thấy Y có thể là gì? Có thể là ethylene glycol này. Đúng không? Hoặc có thể là ancol có 3 carbon mà 2 OH kề nhau. Đấy. Dĩ nhiên có thể là to hơn nữa, nhưng mà chúng ta sẽ... Bài này, những bài này chúng ta nháp, chúng ta sẽ thấy không bao giờ thể có thể có ancol to được nữa. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng thầy đi tìm với thầy ancol của chúng ta đang vẽ là gì. Thế bây giờ chúng ta sẽ có công thức cấu tạo nhé. Bây giờ nếu mà em thử cái ethylene glycol này, chúng ta sẽ nháp chờ đây nhé. Đây là ethylene glycol, chúng ta nháp chờ ra. Tổng anh này có 8 carbon, nhưng mà hai muối mà có cùng số hydro á, mà ở đây trong đó có một muối chắc chắn phải có nối đôi, thì 99,9% nó là acrylic, muối này có 3 hydro. Muối của mình còn lại nó sẽ là CH3 cũng có 3 hydro. Đúng không? Thì cái này là phù hợp nhất này. Chúng ta sẽ có một anh là CH3, anh còn lại là C2H3 là không no. Nhưng đến đây ta hết có 1 2 3 4 5 7 carbon chưa đủ. Vậy thì nếu đủ 8 thì ta phải thêm một carbon đấy nữa.
đúng chưa? Ta thêm một carbon này nữa thì đây chính là ancol propan 1,2 dion. Và chúng ta hoàn toàn có thể đẻo chỗ hai gốc này cho nhau. Vậy thì bài này chúng ta có hai công thức cấu tạo. Hai công thức cấu tạo. Đây chính là công thức cấu tạo của chất này. Nhé. Yeah. Đó, bạn nào chưa biết thì ghi lại. Thế bây giờ tôi có công thức cấu tạo anh này rồi thì chúng ta sẽ có ngay đây chính là chất Y. Được chưa? Còn cái chất Z với T, Z của chúng ta nó sẽ là CH3CONa. Và T là muối của axit acrylic, natri acrylat. Chúng ta có thể kiểm tra với những gốc axit to hơn, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không phù hợp với C8. Đấy. Ví dụ nếu mà em nào thích thì có thể kiểm tra là các axit mà có cùng số các hydro thì nó thể là Ca5CONa này với C3H5CO. Nhưng đến đây thì hết carbon rồi, không đủ. Ancol ít nhất phải có 2 carbon thì anh này nó đang là C9 rồi, thì cái này không đủ. Nên là chốt lại chúng ta chỉ có một trường hợp như thầy đã vẽ. Được chưa? Phát biểu nào sau đây sai? Thứ nhất là E không tham gia trắng bạc, câu này đúng. Chất này thì không có HCO thì không bao giờ trắng bạc. Đun nóng Z với vôi tơ sút được metan. Z của chúng ta là anh này mà đun vôi tơ sút thì nó sẽ thu được CH4, đúng chưa? Vôi tơ sút. Đấy, thế câu câu B cũng là câu đúng. Câu C nó bảo em đó là trong môi trường axit, trong axit tương ứng của T, axit tương ứng của T có phần trăm carbon là 50% về khối lượng. T của chúng ta axit của nó sẽ là C2H3COH thì chúng ta sẽ lấy cho thầy 32 chia phân tử khối anh này là 27 cộng 45 là 72 thì chắc chắn là không phải 50% rồi. Nên câu C của mình là câu sai. Được chưa? Phần trăm nó sẽ khác 50%. Có đúng nhỉ? À từ từ. Nguyên tố carbon. À nguyên tố carbon, thầy lại nhìn nhầm đến nguyên tố hydro. Nguyên tố carbon của chúng ta thì nó sẽ là 3 x 12 chia 72. Ừ đúng là 50%. Thầy đọc nhầm nhé, thầy tưởng là phần trăm oxy. Câu này vẫn là câu đúng này. Thế bây giờ nó bảo có một công thức cấu tạo là sai, cái này là có hai công thức cấu tạo. Có hai công thức cấu tạo, đúng không? Đây, phần trăm khối lượng của carbon thì nó bằng cái này. Đấy thì với bài này chúng ta sẽ chọn thầy đáp án của mình là đáp án D nhá. Câu 55D. Rồi, 55D có bạn nào đây? Đấy, gần như những bạn nào đã comment đúng này, bạn Phạm Hoàng này, Phong Văn, Nguyễn Văn Thái, bạn Vũ Nguyệt. Đấy. Rồi, chúng ta nhớ thầy là phần trăm carbon chứ phải phần trăm oxy nhá. Để phần trăm carbon thì đúng là 3 x 12 chia 72 là 50%. Ok rồi. Nào, sang thầy câu 56. Số thí nghiệm mà sau khi phản ứng xong không thu được chất rắn, có nghĩa là đường dung dịch đồng nhất, thì chúng ta biết ethylene cộng thuốc tím vừa nãy chúng ta biết rồi, biến thành ethylene glycol. Ethylene glycol cộng KOH và MnO2. Trong đó MnO2 là chất kết tủa màu nâu đen. Được chưa? Câu 1 là nó là sai, nó bảo không thu được chất rắn cơ. Câu 1 là có thu được chất rắn. Câu 2 natri stearat vào canxi 2 cộng thì cái này chúng ta chưa hợp nước cứng, nhưng em ghi thầy chú ý là xà phòng là C17H35CO trừ ấy mà gặp nước cứng có canxi 2 cộng thì nó tạo thành kết tủa là C17H35CO 2 lần canxi. Cái kết tủa này sinh ra nó sẽ bám vào thớ vải và nó phá hủy quần áo của chúng ta. Câu 2 của mình vẫn có kết tủa nhé. Đây là câu 2 của mình có kết tủa này. Câu số 3, etinamin và axit acetic nó chỉ thu được muối thôi, nên câu 3 có muối tan. Câu 4, fructose cộng C4H2 thì nó tạo ra dung dịch màu xanh lam, không có kết tủa. Câu 4 có được. Câu số 5 thì cái này phản ứng để biến thành aldehyde là chất khí với hơi này, nhưng cộng Cu là chất rắn cộng với nước thì câu số 5 không được. Nó bảo em là không thu được chất rắn thì chúng ta chỉ có hai thí nghiệm là thí nghiệm số 3 và số 4 thôi. Câu 56 tương đối nguy hiểm nhé. Đây là những phản ứng rất khó nhớ của hóa hữu cơ. 56C. Được chưa? 56C. Đây bạn bị sai. Câu này thì chúng ta ai mà chưa học phản ứng số 2 chúng ta ghi vào. Phản ứng số 2 chúng ta sẽ học lại trong phần nước cứng. Đấy. Phản ứng số 2 gặp lại trong nước cứng. Rồi, 56C. 57 là một câu châu bò. Nhưng mà câu này thì chắc là chúng ta ở nhà đã nháp rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy ngay là X1 ấy, mà đốt cháy nó chỉ thu được Na2CO3 với CO2. Chứng tỏ X1 là không có hydro. Đúng không? Thứ hai là X1 cộng được 6HCl thì chứng tỏ X1 có 6 nhóm CONa. 6 nhóm CONa lại không có hydro thì chúng ta sẽ suy thấy X1 nó sẽ là cái anh mà có vòng benzen thế này này. Cái anh có vòng benzen và cái vòng benzen này nếu mà chúng ta gắn 6 liên kết vào đây thì nó sẽ hết 6 hydro. Gắn 6 liên kết vào hết 6 hydro thì nó sẽ là có 6 cái nhóm CONa. 6 cái nhóm CONa gắn vào. Được chưa? Nó giống như cái thuốc trừ sâu 6 là 6 thằng cờ lo gắn vào thì đây thì chúng ta sẽ có 6 cái nhóm CONa gắn vào. Nhé. Đây chính là X1. Em nhớ thầy này vòng benzen của mình là C6H6 nhưng mình gắn 6 cái liên kết vào đây thì hết 6 hydro luôn. Thì đây chính là X1. X1 là anh này.
Thì chúng ta sẽ suy ra thầy x3 là anh nè. X3 nó sẽ là, cái này thầy sẽ thu gọn lại cho các bạn là C6 này, CONa 6 lần. Chúng ta tự hiểu C6 là cái vòng benzen. Thế x3 của mình nó sẽ là C6 COH tất cả 6 lần. Vậy thì x3 mà cộng với rượu thì x4 của chúng ta nó sẽ là gì? Cộng với rượu này nhưng mà đang cộng theo tỷ lệ 1:1 đấy nhá. Thì x4 của chúng ta nó sẽ là anh này này, là nó sẽ có C6 có một đầu là COC2H5. Còn 5 cái đầu còn lại đều là COH 5 lần. Đó, thì đây chính là x4. Được chưa? Phản ứng S tại hóa này theo tỷ lệ 1:1. Còn em thích thì em có thể vẽ thể x nó chất này này. X thì nó hơi cồng kềnh. Đây thầy vẽ hộ các bạn. Chúng ta sẽ có 6 cái nhóm CO cắm vào đây. Mạch nền tảng của nó là cái axit có 6 cái nhóm CO đúng không? Đấy, OOC. Thế bây giờ chúng ta có C18 mà em trừ đi cho thầy. O12 rất là phù hợp với 6 chức nhé. O12 phù hợp 6 chức này. Tôi lấy C18 tôi trừ đi chỗ này đang hết 12 carbon, tôi còn 6 carbon. Nhưng mà lại được 3X2. Thì tôi sẽ thấy ngay là cứ anh này là sẽ là hai thằng nó sẽ tạo gắn với một cái ethylene glycol. Đấy, bên dưới này cũng thế. C2H4. Nói chung cái bài này mà em ngồi vẽ chất X thì cũng vỡ mồm đấy. Được chưa? Đây chính là chất X. Vậy thì bây giờ phân tử khối X6 em tự bấm. Em tự bấm với thầy này là cái thằng này có 6 carbon là 6 x 12 này. Cộng với 5 nhóm CH là 5 x với 45 và cộng với COC5 là cộng với 44 cộng 29 thì nó là 370. M lớn bằng 370 đơn vị carbon. Đây chính là bài 57, một bài siêu châu bò. Một bài siêu châu bò nhé. Đấy là cái bài này đơn giản như vậy. Ở đây thì chúng ta nhớ thầy anh này cộng với 6HCl thì nó có 6 chức. 6 CONa thì buộc phải có 6 carbon gắn vào thôi. Mà 6 carbon gắn vào thì nó phải là vòng benzen, không thể vẽ to hơn được nữa. Còn em thích em có thể kiểm tra cái độ bất bão hòa của chất đầu tiên này. K nó bằng 2 x 18 trừ 12 cộng 2 chia 2 thì anh này sẽ là bao nhiêu? 2 x 18 là 36, 36 cộng 2 38, 38 trừ đi 12 còn 26, 26 chia 2 bằng 13. Tại sao K bằng 13? Chúng ta cùng đếm nhé. Chúng ta nhớ là cái này có một vòng benzen này, một vòng benzen thì K nó bằng 4 này. Cộng thêm cho thầy là 6 nhóm CO. 6 nhóm CO thì thêm K bằng 6 nữa. Được chưa? Và ở đây tôi còn có 3 cái vòng này nữa này. Đấy, cộng thêm 3 vòng nữa. Đây là toàn este vòng thôi. Đi thi xác suất thì nó rất là thấp. 3 vòng kia nữa thì nó càng 3 nữa. Thì chúng ta có từ từ có đủ chưa nhỉ? 1 2 3 4 5 6 này. 6 ở đây là 4 với 3. Đúng rồi, thì tổng là 4 cộng 6 cộng 3 thì tổng K của chúng ta nó sẽ bằng 13, đủ nhé. Đấy. Thì đấy là cái chất này chúng ta phân tích như vậy. Nói chung bài này thì hơi bị trâu bò đấy. Bạn nào làm được thì quá xuất sắc. Ok chưa? Đấy là câu số 57. Tham khảo nhé, tham khảo cho vui. Đi thi nó thi đến bài này chắc là vỡ mồm hết với nhau. Được chưa? Câu số 58. Dầu mỡ sau khi sử dụng có thể tái chế nhiên liệu, đúng. Đúng nha, người ta có thể thu mua dầu mỡ sau khi sử dụng xong để làm dầu diesel sinh học. Câu thứ 2 thì nó bảo em đó là anilin là chất lỏng ít tan trong nước và nặng hơn nước. Nặng hơn nước là đúng. Được chưa? Tiếp theo thì nó bảo em đó là khi ngâm trong nước xà phòng tính kiềm, vải lụa sẽ nhanh chóng bị hỏng. Đúng vì vải lụa có protein, nó có liên kết CONH rất dễ thủy phân trong môi trường kiềm, nên là nó dễ bị hỏng là như vậy. Giấm ăn có thể khử mùi tanh của cá. Mùi tanh của cá là do amin gây ra, thì tôi có thể dùng giấm để tôi trung hòa nó. Để rửa lọ đựng anilin. Anilin nó là chất lỏng, nó bám vào thành ống nghiệm. Vậy thì bây giờ rửa bằng nước không sạch được đâu, mà chúng ta phải cho HCl vào để nó phản ứng anilin thành muối. Muối tan, muối tan thì rửa qua nước là sạch. Câu E đúng. Câu G, dimethylamin amin bậc 2 thì mạnh hơn bậc 1 là đúng. Để cho bài này tất cả đều đúng, đáp án C. Bài này đáp án C. Ok chưa? Thầy làm tiếp chuỗi 66 câu được không ạ? Nhiều câu hay quá. Trong link bài giảng thầy gắn cho các bạn đến 8 tập tài liệu này rồi, thầy sẽ chữa dần dần cho chúng ta. Được chưa? Cố gắng mỗi tuần chữa một tập. Em nào mà trong khóa học thì chúng ta có tài liệu rồi, chúng ta làm trước đi nhé. Câu số 59. Toàn câu hay nhé. 59. Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt 5 gram mỡ lợn và kiềm. Thầy nhắc em, nếu mà chúng ta cho mỡ lợn với kiềm mà ta chưa đun nóng ấy, phản ứng chưa xảy ra đâu. Thì hiện tượng ở đây nó sẽ có hiện tượng là phân lớp. Được chưa? Sẽ phân lớp. Mình chưa đun nóng nó sẽ chưa xảy ra phản ứng. Thứ hai, đun sôi nhẹ khuấy liên tục trong khoảng 30 phút để nguội thì nó sẽ tạo ra dung dịch gồm có muối này. Muối chính là xà phòng cộng với glycerol. Được chưa? Đấy, nó dung dịch muối với glycerol, nó đang đồng nhất.
Cho NaCl vào thì nó sẽ tách xà phòng nổi lên bên trên, nổi lên bên trên, nó sẽ tạo thành những cái lớp chất rắn màu trắng nổi lên bên trên, thì đây chính là xà phòng. Thế bây giờ trong đây thầy nhắc các bạn là tại sao phải cho thêm nước, bởi vì nếu không cho thêm nước ấy thì cái mỡ lợn với lại cái kiềm này nó sẽ bị cạn khô và thủy phân không xảy ra được nữa, rất có thể bị khê, bị cháy, nên là chúng ta phải cho nước để đảm bảo phản ứng thủy phân tiếp tục xảy ra nhé. Đây là phát biểu nào sao đi đúng. Thứ nhất nó ở bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là muối natri axit béo, đúng. Vai trò NaCl để tách muối natri axit béo ra khỏi hỗn hợp, đúng. Ở bước 2 nếu không thêm nước kết hỗn bị cạn khô và thủy phân không xảy ra được, câu C đúng. Câu D ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt là sai. Dầu nhớt nó không phải chất béo, ta có thể thay bằng dầu dừa, dầu mè, dầu lạc là dầu ăn thì được, chứ còn dầu nhớt thì không được. Trong công nghiệp phản ứng này để sản xuất xà phòng glycerol, ok đúng. Đáp án của mình là 4 câu đúng. 59, đáp án của mình là B. Được chưa? Câu 59 có bạn ông Hoàng Phúc à, Vũ Nguyệt, bạn Nguyễn Văn Thái, bạn Hoàng Phạm. Đấy, một số bạn làm rất tốt. Tiếp tục, các bạn khác comment đi. Câu 60, đoạn này toàn lý thuyết châu bò cả. Câu nào cũng hay nhé. Chất béo là nguồn dinh dưỡng quan trọng cung cấp năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Câu này đúng. Câu 2, saccharose nguyên liệu thủy phân thành glucose trong kỹ thuật tráng gương, tráng ruột, phích. Thì chúng ta nhớ thầy là để có glucose, fructose trong tráng gương người ta phải đi từ nguyên liệu ban đầu là saccharose vì nó rẻ tiền, dễ kiếm, được chưa? Và rất dễ thủy phân. Câu B đúng. Câu C, các axit thiên nhiên là những hợp chất cơ sở kiến tạo nên protein của sự sống, đúng. Các hợp chất hữu cơ cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu là protein. Thì cái câu D của mình ấy, thì cái câu D nói thế này là sai, nói ngược lại mới đúng. Câu D này là sai em nhé. Chúng ta phải nói ngược lại là protein là hợp chất cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu là đúng. Nhưng các hợp chất hữu cơ mà có phân tử khối lớn là protein là sai. Ví dụ tôi vẫn có cái này là cellulose, phân tử khối của nó cũng hàng triệu đơn vị carbon, nhưng nó có phải là protein đâu. Cái câu D là phải nói ngược lại là protein là hợp chất hữu cơ cao phân tử thiên nhiên có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu là đến vài triệu là đúng. Nhưng nếu nói các hợp chất hữu cơ mà cứ phân tử khối lớn là protein là sai. Chúng ta hình dung là polymer phân tử khối rất lớn, đúng không? Polymer phân tử khối gần như thằng nào cũng vài chục nghìn đến thậm chí hàng triệu đơn vị carbon, nhưng nó có nhất thiết phải là protein đâu. Nên câu D nó chỉ đúng khi chúng ta nói ngược lại á thì nó đúng, còn nói thế này là sai. Câu E, polymethyl meta cristal ánh sáng truyền qua được dùng làm thủy tinh hữu cơ, đúng. Bài này chúng ta có 4 nhận định đúng. Câu số 60 chúng ta chọn thầy phương án D, được chưa? Đấy, đoạn này lý thuyết dài quá, các em cố gắng chữa nhé, còn có 6 7 câu thôi. Câu 60 D. Câu 61. Em sợ mấy câu phát biểu quá, em nên sợ và để em tập trung làm những câu phát biểu này. Và khi em làm các câu phát biểu đúng sai này, thầy khuyên chúng ta là chúng ta tra sách giáo khoa, tra search internet vân vân, thì như thế là chúng ta sẽ được học một lần. Và bây giờ thầy chữa thêm một lần nữa, coi như là hai lần, thì chúng ta luyện tập dần dần như thế là chúng ta sẽ in được rất nhiều kiến thức vào đầu. Và việc của chúng ta mà vượt qua được các câu lý thuyết đếm thì chắc chắn là chúng ta sẽ thi được trên 9 điểm. Nên là thầy sẽ luyện rất kỹ cái phần lý thuyết này, đặc biệt lý thuyết đếm, các bạn để ý nhé. Câu 61, các ST mạch hở đều không tham gia tráng bạc, thì câu này là sai. Ví dụ chúng ta có HCOR phẩy vẫn tráng bạc bình thường, đúng không? Có phản ứng tráng bạc, yên tâm là thầy chữa lý thuyết rất là kỹ. Bạn nào mà chuẩn bị trước ở nhà xong là xem thầy chữa một lần nữa và sửa những lỗi sai, xong ghi lại những lỗi sai ra sổ nhớ, thì sau này chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có kết quả rất tốt. Câu B, quá trình quang hợp trong cây xanh tạo ra tinh bột, thì câu B là đúng. Em yên tâm là thầy Trọng là một chuyên gia luyện lý thuyết rồi. Thầy có thể khẳng định là một trong chuyên gia luyện lý thuyết hàng đầu Việt Nam, đúng không? Đấy, thầy chữa rất kỹ. Các anh chị học các khóa trước lúc nào cũng khen ngợi thầy chữa lý thuyết thì kinh hoàng rồi. 61, ý B là đúng, ý A sai nhé. Ý C, metinamin là chất lỏng là sai, cái này là chất khí. Chất khí. Đấy, các tập lý thuyết của thầy thì tập nào cũng lừa hết, nên chúng ta cày nhiều lên. Câu C sai này. Câu D, etinamin là chất lỏng tan nhiều, nó toàn lửa này thôi, ít tan như chưa, este là ít tan trong nước. Chúng ta cứ làm nhiều lên là chúng ta sẽ không bao giờ sai những cái lỗi như kiểu câu E nữa. Câu E thì chúng ta gặp hàng chục lần rồi đúng không, nhớ là este ít tan trong nước. Câu E, chipamitin, saccharose đều bị thủy phân trong môi trường axit, nhớ là môi trường axit là đúng, saccharose chỉ thủy phân trong môi trường axit thôi. Câu E đúng. Câu F, cồn 70 độ để sát khuẩn thành phần chính là ethanol, đúng. Bài này chúng ta có 3 nhận định đúng. 61, đáp án của mình là đáp án B. Được chưa? 61B, có bạn Nguyễn Văn Thái, ông Hoàng Phúc, bạn Vũ Nguyệt, Phạm Huy. Đấy, các bạn nào mà chuẩn bị rất kỹ thì chúng ta làm sẽ đúng thôi. Tiếp tục, chúng ta sang cho thầy câu số 62. Thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là xà phòng hóa là đúng. Câu B nó bảo em đó là chipamitin, chimetinamin là amin bậc 3, đúng này.
Câu C có thể dùng anh này để phân biệt chính xác. Anh này là không phản ứng, còn anh này sẽ tạo ra dung dịch màu tím. Dung dịch màu tím nhé. Dung dịch màu tím. Câu D, tơ ni lông 66 điều chế bằng phản ứng trùng hợp là sao này? Trùng ngưng. Trùng ngưng nhé. Trùng ngưng. Câu D là sai. Câu E, chất béo lỏng khó bị oxy hóa bởi oxy không khí hơn chất béo rắn. Câu này sai. Dễ bị oxy hóa. Bởi vì cái này có nối đôi. Nối đôi rất dễ bị oxy hóa. Nhớ chưa? Cái hợp chất không no là cái hợp chất rất dễ bị oxy hóa. Nên là người ta khuyên chúng ta ăn dầu thực vật để nó dễ tiêu. Ăn mỡ động vật thì nó no lâu, nó khó tiêu. Nên nó mới no, có cảm giác no lâu, nó bị đầy bụng. Nên chúng ta chú ý hộ thầy là chất béo lỏng là dễ bị oxy hóa hơn. Được chưa? Câu E là sai này. Câu F, cao su là vật liệu có tính đàn hồi là đúng. Chúng ta vậy thì chúng ta bài này chúng ta có 4 nhận định đúng, đáp án của mình là B. Ok chưa? 62B, bạn Hoàng Phạm, bạn Phong Văn trả lời đúng. Tiếp tục 63, không nên dùng dầu mỡ động thực vật để lâu cho không khí. Câu này hiển nhiên là đúng. Chúng ta để lâu thì chúng ta chú ý cho thầy là dầu mỡ mà để trong không khí một thời gian lâu ấy thì nó sẽ bị oxy hóa chậm. Oxy hóa thành các peroxit, aldehyde, vân vân. Những cái hợp chất này rất là độc hại. Nhé. Tóm lại em để mỡ lâu thì em dùng làm gì nữa? Quá hạn sử dụng rồi đúng không? Câu đấy câu hiển nhiên đúng. Câu B, nó bảo em là tơ là vật liệu có hình sợi dài mảnh có độ bền nhất định. Đúng. Hầu hết polymer là những chất rắn không bay hơi và có nhiệt độ nóng chảy xác định là sao? Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Vì sao vậy? Thì cái này tuần trước thầy vừa dạy polymer xong đúng không? Thầy vừa dạy tuần trước ấy là không có nhiệt độ nóng chảy xác định vì thành phần phân tử phức tạp, phân tử khối lớn nhá. Câu C là câu sai. Tiếp tục câu D, sự đông tụ và kết tủa proton xảy ra khi đun nóng axit bazơ và một số mấy dung dịch protein. Đúng. Tiếp theo thì nó bảo em đó là cao su lưu hóa có tính đàn hồi, chịu nhiệt lâu mòn, khó tan hơn cao su thông thường. Ok luôn. 63 chúng ta chọn thầy phương án D. 4 nhận định đúng. 63D. Rồi bạn Vũ Nguyệt, bạn Nguyễn Văn Thái, Hoàng Phạm, bạn Phong Văn trả lời chính xác. 64. Ôi Nguyễn Trần Khánh Ninh, bây giờ thầy chữa xong mới vào à. Câu 1, dung dịch saccharose phản ứng với QOH hai lần tạo ra dung màu xanh lam. Đúng này. Thứ hai là xe dơ bị thủy phân trong môi trường kiềm, lừa trí tử là môi trường axit thôi nhá. Học nhiều lên thì nó sẽ tránh được lỗi sai này. Làm thật kỹ mà. Em đừng làm kiểu vô thức nhé. Em làm đâu em tra đấy. Nếu mà câu này em không rõ thì em có thể search Google luôn. Hoặc là search theo khoa. Câu 3, dung dịch fructose mất màu brom là sai này. Không mất màu brom. Ở điều kiện thường tinh bột tác dụng tạo với iốt hợp chất có màu xanh tím. Câu này là câu lừa. Câu này là câu lừa. Chúng ta nhớ thầy cái chữ hợp chất là sai. Hợp chất có nghĩa là nó có phản ứng hóa học, nó tạo ra chất mới là sai. Em chú ý thầy, đây không được gọi là hợp chất mà nó chỉ là một hỗn hợp có màu xanh tím. Chúng ta nên dùng có thể là hỗn hợp hoặc là dung dịch cũng được. Hỗn hợp có màu xanh tím. Hợp chất nó đã tạo ra chất mới. Tạo ra chất mới thì nó phải có liên kết hóa học với nhau. Còn ở đây là chẳng qua đây chỉ là tinh bột, nó có cái chuỗi xoắn ấy, nó hấp phụ iốt vào. Và khi ánh sáng nó chiếu vào đấy, nó phản xạ ta mới nhìn thấy có màu xanh tím. Chứ không phải nó tạo ra một hợp chất mới. Cái nó dùng cái từ là tạo ra hợp chất là sao? Mà phải tạo ra hỗn hợp màu xanh tím. Câu này câu có thể rất nhiều người người ta chữa bệnh, người ta chữa là đúng nhưng chẳng qua người ta không để ý thôi. Rất nhiều người có không có trình độ cẩn thận, không có trình độ cao người ta sẽ nghĩ câu này là đúng nhưng nó đang lừa đấy nhé. Không phải là hợp chất mà ta phải dùng từ hỗn hợp, nhớ chưa? Đấy, câu 4 là sai. Câu số 5, câu 4 em có thể search trên mạng đầy bọn nó chữa sai. Thấy chưa? Câu số 5 thì nó bảo em là amylose cấu trúc mạch không nhánh, còn amylotin cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng. Câu 6, tinh bột là một trong lương thực cơ bản con người. Đúng. Cellulose chi acetate được dùng làm thuốc súng không khói là sai, được dùng làm tơ acetate. Tơ acetate. Bài này chúng ta có 3 nhận định đúng, đáp án C. Câu số 64, đáp án C. Được chưa? Đó, câu 64 có một số bạn vẫn rất là tỉnh đây, bạn Nguyễn Văn Thái, bạn ông Hoàng Phúc, Phong Văn. Câu số 65, mỡ lợn dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để điều chế sản xuất xà phòng. Đúng. Nước ép quả nho chín nó là glucose tráng bạc. Đúng. Trong môi trường axit fructose chuyển hóa thành glu là sai, trong môi trường bazơ thì nó mới chuyển hóa được. Công thức của cellulose có thể biểu diễn là C6H7O2OH3 lần là đúng. Câu 5, phân tử xác dơ được cấu tạo bởi các gốc alpha glu và beta fructose. Câu 5 đúng. Câu số 6, dầu mỡ động thực bị ôi thiêu do các liên kết đôi bị oxy hóa. Chính xác. Bài này chúng ta có 5 nhận định đúng. Rồi, 65A. Chúng ta có bạn Nguyễn Văn Thái, Hoàng Phạm, Phong Văn trả lời đúng. Chúng ta sang câu cuối cùng. Nào, xin mời các bạn tập trung thầy câu cuối cùng. Câu cuối cùng thì cái hợp chất C6, C4H6O4 thì
10 năm thì phải có tới tận 5 đến 6 năm là nó thi về cái chất này. Nhớ nên chất này là chất rất kinh điển, người ta cố gắng ta học. Thế bây giờ nó bảo là thủy phân thì nó chỉ tạo thành X với Y thôi. Hai thằng đều thủy phân tạo thành X với Y. Thì cái này bạn nào học thầy rồi thì thầy đã chú ý nhé. Em là quên thì cái hợp chất O3 ấy, CXHIO3 thì nó có hai trường hợp. Trường hợp nhất nó là HOR COR phẩy, và trường hợp thứ hai nó sẽ là RCOO R phẩy OH. Đấy, hai cái này khác nhau chỗ nào? Anh này thủy phân thành RCONA này và một cái ancol hai trước là R phẩy OH hai lần. Anh này thủy phân thì tạo thành hợp chất tạp trước là HOR-CONA và ancol là R phẩy OH. Cái này nó là tạp trước. Nhưng mà trong bài O4 thì O4 ở đây nó buộc phải là ester đa trước rồi, đúng không? Đấy, nên là cái này thì chúng ta buộc phải chọn O3 của mình ấy, thì cái chất E của mình trong bài này thì buộc phải chọn trường hợp số 2. Vì trường hợp số 2 nó mới tạo ra được cái ancol đa trước và axit đơn trước thì nó phù hợp với thằng O4 bên dưới kia. Vậy thì E của mình ở đây nó sẽ phải là HCOO xong là C2H4OH, thì khi nó thủy phân thì X của chúng ta nó sẽ là HCONA và Y nó chính là ethylene glycol. Y là chất này. Thế tương tự như thế tôi có chất F. Chất F của tôi nó sẽ là HCOO 2 lần C2H4 và khi nó thủy phân thì nó biến thành 2HCONA và cộng với C2H4OH 2 lần thì cái này nó vẫn vậy, đúng không? Đây vẫn là X và đây vẫn là Y, rất phù hợp. Còn Z của chúng ta thì nó sẽ là acid formic. Và bài này nó nói rõ là không có nhóm CH3. Không có nhóm CH3 thì không thể là cái trường hợp số 1 được, vì cái trường hợp số 1 nhé, nếu mà cái R phẩy lúc này nó buộc phải là CH3 thì nó mới tồn tại. Nên là không có nhóm CH3 thì buộc phải trường hợp số 2, đúng không? Đề bài nó còn rất nhân văn, nó gợi ý như vậy. Thì đến đây chúng ta đã vẽ được X, với E và F rồi, thì chúng ta chỉ cần đi chúng ta xem phát biểu nó đúng thôi. Đây E, đây F, đúng không? Bây giờ xem phát biểu nó đúng nhá. Phát biểu thứ nhất là E với F là hợp chất đa chức là sai. F thì đa chức còn E nó là hợp chất tạp chức. Câu B có hai công thức cấu tạo phù hợp chất E là sai, chỉ có một công thức cấu tạo phù hợp chất E thôi. Tiếp tục câu C, F có khả năng trắng bạc. F của chúng ta nó là cái hợp chất mà nó có HCO thì nó trắng bạc, đúng. Nhiệt độ sôi của Z cao hơn ancol, đúng. Nhiệt độ sôi axit phải cao hơn ancol. Câu D đúng. E amon E tác dụng với natri thì được amon hiro, thì cái này là sai, thì được 0,5 amon hiro thôi. Chúng ta nhớ anh này chỉ có một nhóm linh động thì nó cho vào natri chỉ thu được có 1/2 hiro, nhớ chưa? Đấy thì bài này chúng ta nó hỏi số câu sai. Thì bài này chúng ta có 3 câu sai, đáp án của mình là đáp án B. Câu 66 đáp án B, được chưa? 66B có bạn Nguyễn Văn Thái, bạn Minh Hiếu, bạn Vũ Nguyệt trả lời là B, còn các bạn khác thì trả lời nhầm. Có một số bạn chọn D thì đoán là các bạn đang trả lời số phát biểu đúng. Thì cái này chắc là do chúng ta ẩu thôi, chứ còn chúng ta vẫn biết làm. Rồi, đấy thì hôm nay thầy trò chúng ta đã chữa xong cái series số 3, 66 câu lý thuyết hóa học. Thì tuần sau ta tiếp tục sang 66 câu lý thuyết số 4. Từ giờ đến lúc thi thì chúng ta cố gắng ta chữa được khoảng 20-30 cái series này. Và yên tâm các câu lý thuyết của thầy Trọng thì cái số lượng câu hỏi lừa rất là nhiều. Thì thầy khuyên chúng ta là lúc nào mà thầy thông báo chữa thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Và chúng ta sẽ làm một cách cẩn thận chi tiết, chứ chúng ta đừng có làm một cách ẩu là chỉ làm vô thức thì không được. Học thầy Trọng mà muốn theo được là phải làm bài chợp tập trước. Còn nếu mà em không làm bài tập trước em sẽ cảm thấy thầy chữa nhanh. Thì đấy là do lỗi của em thôi, còn không bao giờ thầy chữa chậm hơn được nữa, đúng không? Chúng ta chỉ chữa với tốc độ này thôi. Vì 66 câu này nó cũng chẳng khác gì là 1,5 đề thi thử đại học cả. Nhờ nên là chúng ta phải chữa với tốc độ như vậy. Và chúng ta học thầy ta phải tuân thủ nguyên tắc là ta phải làm bài tập trước thì mới theo được. Rồi, quá hay luôn, là ok các em. Thế chúng ta cố gắng là chúng ta xem lại thầy tất cả những lỗi sai của mình nhá, ghi chép lại và chúng ta có thể thỉnh thoảng ta bỏ ta làm lại thì nó chắc ăn hơn. Rồi, hôm nay thầy chữa ở đây thôi. Hẹn gặp lại các em các buổi tiếp theo nhé. Chúc các em ngủ ngon và các em có kết quả tốt cho các kỳ thi tiếp theo. Bye bye.